Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phần tiếng Hàn trung cấp 3A với bài thật bài số 8, giao thông saugoga Cuối Thì bài số 8 này, chúng ta xem một số cái nội dung của bài số 8. Đầu tiên, chúng ta vào bài số 8 là bài nói về tai nạn giao thông và cái việc truyền đạt lại cái thông tin của vụ tai nạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập nghe một cái đoạn hội thoại như sau và chúng ta tìm hiểu.

횡단 보도에서 오토바이와 승용차가 부딪혔습니다. 이 사고로 오토바이 운전자 23살 강모 씨가 크게 다쳐서 병원으로 옮겨졌습니다. 경찰은 승용차 운전자가 신호를 지키지 않아 사고를 낸 것으로 보고 있습니다. 지금까지 보도국에서 전해드렸습니다. với đoạn tin tức n đoạn tin tức về một vụ tai nạn tai nạn giữa một xe máy và một cái xe con à, xưng gông trà thì ở trong cái vụ tai nạn này thì người tài xế là xe con đã vượt đèn đỏ đấy là cái nội dung của đoạn hội thoại và chúng ta trả lời hai câu hỏi cho cái phần nghe này bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của phần bài học Hát, hát sức mục tiêu bài này ở huy từ vựng về xa cô ngữ pháp và biểu hiện số 1 chúng ta có động từ đi với taga đây là đang trong lúc làm một việc này thì chúng ta xảy ra một việc khác tiếp theo uh, tính từ đi với tà cô yo động từ với nân hoặc n cô danh từ thì về irago thì ở đây chúng ta trong phần câu hỏi thì chúng ta sẽ cái này sẽ nhận, với câu hỏi thì những ngữ pháp này sẽ là hỏi lại nội dung hỏi lại nội dung của người nói xem là đó có phải là sự thật không hoặc là khi mà không nghe rõ người nói nói gì còn nếu mà ở câu trần thuật thì chúng ta Ờ, nói theo kiểu như thế này thì đó là nói lại những lời mà mình đã nói tiếp theo phần nói một Sa Sako sô xích Trần Sako là tai nạn Sô xích là cái thông tin về cái việc về cái vụ tai nạn này Trần ta ghi là truyền đạt truyền đạt lại thông tin của vụ tai nạn ngữ pháp và biểu hiện số 2 amori tính từ động từ a o, to. cho dù xảy ra cái việc gì đó thì cũng làm cái gì đó. Tính từ đi tạo tính từ động từ đi với a o, ya haltende, để nói về sự tiếc nuối, một sự một sự do dự về cái việc đáng lẽ phải xảy ra thì chúng ta có thể dịch là giá như mà xảy ra như thế này thì tốt hoặc là đáng lẽ là phải là uh, tính từ hoạt động từ chứ phần nói hai chúng ta có bunpieragi đây là đi thăm bệnh tiếp theo chúng ta có tức cô nghe và nói Chia chân ane Pang tức kỳ Chúng ta nghe một đoạn nghe một đoạn phát thanh ở Ga tàu điện ngầm Kiến chân sơ e xin cô hà kỳ Chúng ta nghe cái nội dung khai báo với khai, nghe nội dung khai báo ở đồn cảnh sát Sagoa muốn kiêng tức là chúng ta nói về cái kinh nghiệm về thăm bệnh và tai nạn tiếp theo phần ikosugi sako nyusuki chúng ta đọc một đoạn tin tức về tai nạn tiếp theo số 2 là sakon sago sosikugi Viết cái thông tin về tai nạn hoặc là về một cái sự cố nào đó. Qua chê phần thực hành, môn biêng do khăn cực khăn cực đó là uh, chúng ta đóng kịch đi thăm bệnh, một người đóng bệnh nhân và một người đóng uh, người đi thăm bệnh để chúng ta đóng kịch. Môn hoa sàn chết là phần văn hóa. Chú ý tiêu chí ở đây là có những cái biển báo chú ý. Parum n chung ga tức là thêm n ở đằng sau. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chi tiết của chương trình. Đầu tiên phần từ vựng chúng ta ô gì. Từ vựng trong phần này chúng ta có ăn cho nó bị số có thể Ở đây chúng ta có một số cái động từ một số cái hành động đó là ăn trên pentel meta đây là thắt dây an toàn ăn trên pentel tiếp theo quá sốc hơn hata mà quá tốc độ đây tốc độ 80 nhưng đây đi gần 150 trăm năm mươi chế hạn tốc chế hạn là giới hạn Sốc giới hạn tốc độ chikita là theo đây là theo giới hạn tốc độ sinho Okida Okida là không tuân thủ. xin <laughs> Sinho là cái đèn giao thông, không tuân thủ đèn giao thông. Chui-run <laughs> là chú ý xung quanh. um chun hada là uống rượu nhưng vẫn lái xe. Ở Việt Nam bây giờ, cái này là phạt rất nặng. Đấy. À, chúng ta đọc lại. 안전 펜들을 매다, 과속은 하다, 제한 속도를 지키다, 신호를 얻기다 주위를 살피다, 음주 운전하다. 그리고 우리가 말할 때는 안전 펜들을 매야 해요. 속도를 하면 과속은 하면 안 돼요. theo 뒤에야 số 2, từ vựng phần số 2. 다음 표현은 다음에 표현은 사용해서 이야기해 보세요. sử dụng cái những cái từ sau, những biểu hiện sau để chúng ta nói chuyện, từ chúng ta đặt câu với những cái từ sau. 사고가 nada cuộc chạy đua, so Sakura đã ra. Này, Sakura ra là xảy ra tai nạn. Sakura là người làm tai nạn. Sakura là người bị tai nạn. Tiếp theo chúng ta xem ví dụ. Ví dụ chúng ta có thể xem là Kyucharo eso sagoga ga Đây là tai nạn đã xảy ra tai nạn ở cái đoạn đường giao nhau. Tức ngã ba ngã tư thì rất là hay xảy ra tai nạn, các bạn chú ý chúng ta đọc lại một lần nữa Sakugan Nata xảy ra tai nạn Sakura Neta là những người gây ra tai nạn Sakura Tangata là bị tai nạn là đứng ở góc độ của người bị hại Đây, chúng ta có một số cái quy định về an toàn và thứ hai là những cái tai nạn ví dụ Sakugan Nata là tai nạn còn cái bên bên gây ra tai nạn đó là Sakurane-ta. còn bên mà khi bị người khác làm tai nạn cho mình đó là Sakugata Gata tiếp theo chúng ta sang số 3 là có một số tai nạn khác nữa ví dụ như là Idon Sakuga Dan Choki Smika các bạn đã từng bị những tai nạn như thế này chưa Yaki Hebozel hãy thử nói chuyện đầu tiên là Elevate karkida là bị nhốt trong thang máy. Cha chân murekida bị kẹp cửa tàu để ngầm. Murepachida là rơi xuống nước. Peme là bị động vật cắn hoặc đốt thì chúng ta là Bolida Pem là con rắn Nunkil Nunkil là đường tuyết Nunkile Mikrochita Mikrochita là đường tuyết bị trượt, bị ngã trên đường tuyết ở đây chúng ta có thể là đọc một số cái ví dụ về cái kinh nghiệm mình đã từng bị hay là mình chưa từng bị. Elevator ấy, cực is 썼어요. 네. 고장이 나서 엘리베이터에 갇힌 적이 있었는데 정말 무서웠어요. cái này có một số một số bạn đã bị đang đi thang máy, thang máy gặp sự cố, cứ phải ở trong đấy thì các bạn đã cảm nhận được cái cảm giác này. Ngoài ra chúng ta có một số cái tai nạn khác như là bị kẹp cửa tàu điện ngầm hay là bị rơi xuống nước hoặc là bị động vật cắn để pem con rắn pem im morel kire mikoro chida mikoro chida chida là đây là đi trường đường trơn thì chúng ta bị trượt còn ở việt nam mình chủ yếu là bị trượt rêu chỗ nào động nước nhiều có rêu trơn thì chúng ta hay bị trượt ngã tiếp theo sakuro thật 지쳐서 진료를 받거나 병원은 간 경험에 대해 얘기해 보세요. 아, chúng ta khi mà chúng ta bị tai nạn, bị thương thì chúng ta đi bệnh viện hoặc là uh, chúng ta đi điều trị hoặc là đi thăm bệnh thì chúng ta có những kinh nghiệm nào để chúng ta sẽ nói cho bạn của mình. Đầu tiên là pita, đây là bong gân bị trượt chân đấy purushita là tai nạn bị gãy chân gãy tay gãy xương. chierita là bị rách da. chierita chierita kipsurun hata đây là bị bó bột. susunata là mổ. Kimeta là khâu. các bạn chú ý viết khâu trên chán bạn này. chierita thì là rách ra còn quy meta là khâu tiếp theo y buôn, y buôn là nhập viện buôn là đi thăm bệnh thuê là, xuất viện Đấy, các bạn chú ý một số cái uh, phương pháp ví dụ pita hoặc là chi đây là ba cái À, giải pháp bên dưới ấy. nếu bị trượt chân thì chúng ta kịp sư rưng hà nếu mà bị gãy thì chúng ta phải sư rưng hà và nếu mà bị rách ra thì là quy mê tà quy mê và khi mà vào bệnh viện thì chúng ta có y vô là nhập viện vun viên hà thăm bệnh người khác khi mình nhập viện thì người ta đi thăm bệnh thuê hôn là ra viện sau khi khỏi các bạn xem ví dụ bên dưới sử dụng những cụm từ này kêu thông sao gồ rơ tăng nghe dơ phiêng ngôn nê y buôn hăn chơ là tôi bị gây ra tai nạn và đã từng phải nhập viện rồi chim quê sao gồ sổ chinh ngân tức gồ môn viêng ngân cà nền đê ta đi gà phù rơ chơ dơ kịp sử dân hà gồ y sơ À, tôi nghe nói là bạn à, nghe nói là bạn đã bị tai nạn và tôi đi thăm bệnh. Khi đến nơi thì ta đi cá cả... putchoro, Khi đến nơi thì chân gãy và đang bó bột. Đây tương tự như vậy, gãy chân. Đó là putrochá, putrocho, kipsuren, 하고 있습니다, 하고 있었습니다. Đây là phần ngữ, phần từ vựng, từ vựng hôm nay chúng ta có tận 4 phần từ vựng đó là đầu tiên là những cái quy tắc an toàn. Thứ hai nữa là khi xảy ra tai nạn thì bên gây gây ra tai nạn là Sakuruneta còn bên bị tai nạn là Sakorun Tangata. Còn ngoài cái tai nạn về giao thông chúng ta còn có một số tai nạn khác nữa. Như là chúng ta khi đi thang máy chúng ta bị kẹt trong thang máy đó là elevator e hoặc là bị kẹp trong kẹp ở cửa tàu điện ngầm đó là chia uh, chân mure hoặc là mure Pachida rơi xuống nước hoặc là peme đó là rắn cắn nun kire là bị trượt trên đường tuyết và sau khi chúng ta bị tai nạn thì chúng ta có một số cái Bị thương Một số cái dấu hiệu bị thương như là PIDA là Trạch khớp hoặc bong gân Tiếp theo là Gãy chân, gãy xương bên trong chia CHIRGITA Là bị rách da Thì ở đây chúng ta có một số Biện pháp, trị liệu đó là Nếu mà PIDA Thì chúng ta hata Hoặc là PURGITA thì cũng là kiếp sư đơn thì su đây là phẫu thuật quê mê là khâu và khi vào bệnh viện thì y nhập viện phiêu ngôn và bun viêng kata là đi thăm bệnh và thuê ngôn là đi là xuất viện đây chúng ta phần từ vựng chúng ta có những phần như vậy Chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần ngữ pháp số 1, đó là động từ đi với taga. Cấu trúc này có nghĩa là đang hoặc là vì cái động từ này và rồi hoặc thì, rồi thì rồi lại xảy ra hành động khác. Ví dụ Akirashi Hante Busun Eden Sengetsu Có việc gì xảy ra cho Akira vậy? 운전하면서 hàm면서 전화를 받다가 교통이 교통사고가 났어요, 났대요. tôi đã nghe nói rằng là bạn ấy vừa đi vừa gọi điện thoại, đang vừa đi vừa gọi điện thoại và đã xảy ra tai nạn. 뉴스 기계지 학교에 지각했어요. Tan các ngân hàng nhỏ kataga hasukue bachestoyo đó là vừa đi bộ vừa vừa đi bộ vừa suy nghĩ nên đã rơi xuống cái hố rơi xuống cái rãnh nước thải rơi xuống rãnh nước ở đây chúng ta uh, tiếp theo Uống 운전은 하다가 하다 하다가 사고가 났대요. Tôi đã nghe nói rằng là uh, sẽ tai nạn xảy ra vì là vừa uống rượu vừa lái xe. Uống rượu say rồi lái xe. chu chua, Các bạn lưu ý được cái cấu trúc này có hai ý nghĩa đó là thứ nhất.

thì bạn hãy thử nói về cái việc mà tức giận hoặc là cái việc mà gây ra lỗi lầm cùng với bạn giống như bên dưới cho nên cô thường hắc tê suak si gắn suak si gắn e văn hóa chia kênh potaga sơn trang nim han thế từ kia sau yadan yadan matchin trước kia 있어요 tôi ngày xưa tôi đã uh, vừa học toán vừa lấy sách vừa lấy sách man hoa sách sách uh, thiếu nhi sách truyện uh, tranh vừa lấy truyện tranh ra đọc và sơn giang niêm đã bắt được và đã mắng cho một trận cho nên huế sai sơ cân mua chỉ gà chim gua chê tinh hát niêm đây là trần à tôi ngày trước khi làm việc vừa làm việc tôi vừa chết tình với bạn thì bị à, qua trang lim phát hiện ra đã từng bị qua trang lim phát hiện đây là những cái lỗi mà xảy ra tiếp theo trường hợp là tiếp theo ở đây là vừa ăn hoặc là vừa lấy ra thì bị mẹ bắt được hoặc là vừa học vừa chơi thì bị cô giáo bắt được đây là gì ạ đang làm gì đó vì làm gì đó đấy là ngữ pháp số 1 đó là động từ divitaka đang làm gì đó vì làm gì đó thì... Đang lái xe thì bị tai nạn. Rồi. À, vì ngủ muộn nên... Ta đi học trễ. Vì... À, đang đi... Đang đi bộ thì làm sao ạ? Thì ngã xuống rãnh uh, nước. Vì lái xe... Vì uống rượu lái xe nên... Đã xảy ra tai nạn. Đấy là những cái tai nạn dễ xảy ra. Và chúng ta ứng dụng cử pháp là Taka. Động từ đi với Taka. Chúng ta sang cử pháp số 2. Đó là tính từ đi với Takoyo. Động từ, thì n -ta danh từ thì đi với N-Takoyo. Danh từ đi với I-Takoyo. Cái này có nghĩa là tôi, đối với trường hợp khẳng định thì chúng ta nhấn mạnh hoặc nhắc lại lời nói của bản thân. Và nó có nghĩa là tôi đã nói rằng cái gì đó. Còn trong câu hỏi thì dùng để xác nhận lại lời nói của đối phương khi chưa nghe rõ hoặc chưa nghe được nội dung hoặc là cái nội dung đó khó thể khó tin nó là sự thật thì chúng ta hỏi lại. Và khi đó chúng ta dịch là anh chị bảo hành động hoặc tính chất như vậy à? Như vậy sao? Ở đây chúng ta xem ví dụ để hiểu thêm cái ngữ pháp này. Akira sine Akira tong kyodong sago ga tatta goyo. Chị nói rằng là Akira bị tai nạn giao thông sao? 네, 운전하다가 운전하고 있는데 옆 차가 끼어들었대요. Vâng, tôi đã nghe nói rằng là đang uh, lái xe thì bị xe bên cạnh mắc vào. Xe bên cạnh chèn vào. 비가 정말 많이 오네요. Mưa lớn quá. 네, 비가 온다고요? 네, 비가 온다고요? gì thế gì vậy ạ trời mưa 우리 동네는 막을 còn ở khu vực chúng tôi thì vẫn là trời vẫn quang đãng lắm 너무 바빠서 아직 점심도 못 먹었어요 vì bận quá nên bây giờ vẫn chưa ăn cơm được. Đấy, 지금까지 점심은 못 먹었다고요? 네, vậy, chị bảo là hay anh bảo là đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm á, 네 chống 얼마라고요? gì vậy à, bò giá bao nhiêu, bán 000 gì rồi xong tôi nói là man luôn chồng man sato rất rẻ phải không? yoni là của hôn mình tôi nào để ở đi cả phụ tá của nó đau ở đâu vậy? Thế đây chúng ta có một số ví dụ ở đây ạ, puyo gatchi chim quê mà Go taxi Trần Đầu tiên các bạn nghe lời nói của bạn mình ở đây và sau đó Trần Đan và truyền đạt lại lời nói này cho người khác. Hoặc là chúng ta lại hỏi lại bạn mình khi không nghe rõ. Chờ, 오늘 고양이 돌아가 돌아가요. Nè, 고양이 돌아간다고요. Tương tự như vậy.

집에 돌아가야겠어요. 아, 뭐, 이외에 왜 냥, 도 내일 회의 시간은 오전 일 시에요. 늦지 마세요. 번서 연한 시에요. 오, 따봉못 모자, 도이. 차전 끊기기 전에 집에 가야겠어요. tôi phải đi về nhà trước khi hết tổ đình ngầm. Nell Maraki Shiom phụ nhân con Arayo. Bạn có biết ngày mai là à, kỳ thi nói, kỳ thi nói không? Ngày mai là thi cái kỳ thi nói không? On Ôn... Ochi Kirun Konoka Dobutsu Paripuru Josuyo vì hôm qua tôi đã bị ngã khi mà đi qua đường thì đã gãy tay rồi tôi bị gãy tay vì hôm qua khi qua đường bị ngã chỉ gặp y chỉ gặp bull y đâu bullsoyo y đâu bullsoyo chỉ lên chỗ này đục cô nè đến cô gặp thần đệ ô tô khai chi ô tô chỗ Hôm qua à, tôi đã mất ví rồi. Có lẽ là tôi đã để ở trên tàu điện ngầm. Bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Ở đây đối với tà cô thì chúng ta có thể nói như thế này. Còn tương tự như vậy chúng ta có thể sử dụng đối với các trường hợp khác của nói gián tiếp đó là chà cô, nhà cô, ra cô. Thì chúng ta xem phần giới thiệu của hai cái ngữ pháp này bài 8 tai nạn giao thông thì đối với ngữ pháp số 1 n -taka đang thì rồi sử dụng thể hiện hành động đã thực hiện ở phía trước trở thành nguyên nhân hoặc cơ sở tình huống mang tính phủ định ở phía sau chủ ngữ của câu văn trước và câu văn sau hoặc chủ đề của tình huống phải giống nhau lúc này chủ ngữ câu văn phía trước không sử dụng Taga có thể viết giữ gọn thành ta. So sánh taga và taga. Sử dụng khi nào đó trở thành nguyên nhân, mang tình huống mang tính chất phủ định ở phía sau. Không thể sử dụng làm câu thành dụng hoặc mệnh lệnh. Không kết hợp với tính từ. Taga chúng ta là không sử dụng làm câu thành dụng hoặc câu mệnh lệnh, tức là câu hỏi và câu yêu cầu, câu khiến sử dụng khi thay đổi trạng thái hay hành động nào đó sang một việc khác cùng một lúc. Cái này chỉ chủ yếu sử dụng khi đang. Có thể sử dụng làm câu thí dụ hoặc câu mệnh lệnh. Có thể sử dụng được ở nhiều tình huống khác. Còn ngữ pháp số 2, đối với câu uh, trần thuật người nói nhấn mạnh hoặc nhắc lại lời nói của bản thân. Dạng câu hỏi thì dùng để hỏi xác nhận lại lời của đối phương vừa nói khi chưa nghe rõ hoặc nội dung được nghe khó có thể tin là sự thật. Biểu hiện sự ngạc nhiên sau khi nghe một sự việc bất ngờ hoặc một việc ngạc nhiên nào đó. Sử dụng được cả thì quá khứ và thì tương lai. Sử dụng cả câu hỏi về xác nhận lại của đối phương. Sử dụng các hình thức sau đối với những cách nói gián thêm khác như là ư ra cô. Ừ ra coi rồi, chắc cô Đây là hai ngữ pháp này. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo của bài học. 우리가 장 마르키 길. 1. Đầu tiên c h ú n 라 t a 언제 집에 어제 집에 갔다가 교통사고가 났대요? 네, 교통사고가 났다고요? 어떻게 하다가 사고가 났대요? 버스에서 내려다가 오토바이에 었어요찧었대요 그래서 많이 다쳤, 다쳤대요? 네, 다리가 부러졌나봐요. 졌나봐요. 네, 다리가 부졌나봐요. 어느, 어느 병원이에요? 어느 병원이에요? 한번 가봐야, 가봐야겠어요. 오늘은 계속 검사 받아야 하니까, 오지 마라 했어요. 오지 마라고 했어요. 그래요? 그럼 내일 같이 문병 갈래요? 네, 좋아요. 아, 아키라 과 젠더베냐, 답이 다이난, 똥에어이 아키라 홈과 젠더베냐, 답이 다이 네, 지바이. 교통사고가 났다고요? Anh nói là tai nạn giao thông á hataga sao cô gần tiểu làm như thế nào mà lại là tai nạn giao thông vậy thế nào mà đã xảy ra tai nạn giao thông vậy với sư ô tô bay ô bay tiểu vừa xuống xe buýt là ô tô bay xe máy đã bị xe máy đã lao vào cửa sổ mắn đi thật chất tiêu anh nghe nói bị đau nhiều không nề đau nhiều phải không nề thay đi ca phút đôi nào vậy có lẽ là bị gãy chân ở nơi biên quân gì ấy ở bệnh viện nào vậy hắn khai ba ra kết sổ này chúng phải đi thăm xem thế số cơm ra Pat hànhà vì hôm nay là à, phải kiểm tra liên tục O Mar và anh ấy bảo là đừng đến nếu vậy à nên cả chỉ mô viên khá liếo vậy ngày mai chúng ta đi thăm nhé cho 네 ai Vâng được và chúng ta sẽ nghe tình huống này 아키라 씨가 어제 집에 가다가 교통사고가 났대요. 네? 교통사고가 났다고요? 어떻게 하다가 사고가 났대요? 버스에서 내리다가 오토바이에 치였대요. 그래서 많이 다쳤대요? 네, 다리가 부러졌나봐요. 어느 병원이에요? 한번 가봐야겠어요. 오늘은 계속 검사를 받아야 하니까 오지 말라고 했어요. 그래요? 그럼 내일 같이 문병 갈래요? 네, 좋아요. lại một lần nữa. 아키라 씨가 어제 집에 가다가 교통사고가 났대요. 네? 교통 사고가 났다고요? 어떻게 하다가 사고가 났대요? 버스에서 내리다가 오토바이에 치였대요. 그래서 많이 다쳤대요? 네, 다리가 부러졌나봐요. 어느 병원이에요? 한번 가봐야겠어요. 오늘은 계속 검사를 받아야 하니까 오지 말라고 했어요. 그래요? 그럼 내일 같이 문병 갈래요? 네, 좋아요. 아키라씨가 어제, 아키라 어제 집에 가다가 교통사고가 다가 교통사고가 났대요. bạn này bạn rất ngạc nhiên nế kêu thông sa gua nát ta nát ta cô yếu anh nói rằng là tai nạn giao thông á có thức kê hataga sa cô gần nát tiểu làm thế nào mà tai nạn xảy ra vậy Nè? kêu thông sa cô gần nát ta cô yếu ở thức kê hataga sa cô gần nát tiểu ở thức kê hataga sa cô gần nát tiểu 버스에서 내리다가 오토바이에 치었대요. 버스에서 내리다가 오토바이에 치었대요. 그래서 많이 다쳤대요? 네, 다리가 부러졌나봐요. 어느 병원이에요? 한번 가봐야겠어요. 오늘은 계속 검사를 받아야 하니까 오지 말라고 했어요. 그래요? 그럼 내일 같이 문병 갈래요? 네, 좋아요. o ai bây giờ chúng ta sẽ nghe vừa nghe vừa đóng vai. Chúng ta đầu tiên đóng vai của Kelly và tôi sẽ bật nghe của Akira. Của t r ư n Liang, xin chào Akira. Cái đó là gì? Cái đó gì? c á gì? Cái đó gì? Cái gì? Cái đó 버스에서 내리다가 오토바이에 치였대요. 네, 다리가 부러졌나봐요. 오늘은 계속 검사를 받아야 하니까 오지 말라고 했어요. 네, 좋아요. 우리가 놓고 말해 봐요. 아키라 씨가 어제 집에 가다가 교통사고가 났대요. 버스에서 내리다가 오토바이에 치었대요. 네, 다리가 부러졌나봐요. 오늘은 계속 검사를 받아야 하니까 오지 말라고 했어요. 네, 좋아요. 이제 출력의 동백을 시작겠습니다 네? 교통사고가 났다고요? 어떻게 하다가 사고가 났대요? 그래서 많이 다쳤대요? 어느 병원이에요? 한번 가봐야 겠어요 그래요? 그럼 내일 같이 문병 갈래요? 요 시작 네? 교통사고가 났다고요? 어떻게 하다가 사고가 났대요? 그래서 많이 다쳤대요? 어느 병원이에요? 한번 가봐야겠어요. 그래요? 그럼 내일 같이 문병 갈래요? Và giờ chúng ta sẽ nghe toàn bộ cái bài h ộ 아키라 씨가 어제 집에 가다가 교통사고가 났대요. 네? 교통사고가 났다고요? 어떻게 하다가 사고가 났대요? 버스에서 내리다가 오토바이에 치였대요. 그래서 많이 다쳤대요? 네, 다리가 부러졌나봐요. 어느 병원이에요? 한번 가봐야겠어요. 오늘은 계속 검사를 받아야 하니까 오지 말라고 했어요. 그래요? 그럼 내일 같이 문병 갈래요? 네, 좋아요. Bây giờ chúng ta lại quay về cái hội thoại số 1 xem chữ để chúng ta nói xem mà chúng ta làm như thế nào. <laughs> 아키라 씨가 어제 집에 가다가 교통사고가 났대요. 네? 교통사고가 났다고요? 어떻게 하다가 사고가 났대요? 버스에서 내리다가 오토바이에 치였대요. 그래서 많이 다쳤대요? 네, 다리가 부러졌나봐요. 어느 병원이에요? 한번 가봐야겠어요. 오늘은 계속 검사를 받아야 하니까 오지 말라고 했어요. 그래요? 그럼 내일 같이 문병갈래요 네, 좋아요. 아키라 씨가 어제 집에가다가교통사고가 났대요. 네? 교통사고가 났다고요? 어떻게 하다가 사고가 났대요? 버스에서 내리다가 오토바이에 치였대요. 그래서 많이 다쳤대요? 네, 다리가 부러졌나봐요. 어느 병원이에요? 한번 가봐야겠어요. 오늘은 계속 검사를 받아야 하니까 오지 말라고 했어요. 그래요? 그럼 내일 같이 문병 갈래요? 네, 좋아요. phần luyện tập thứ hai chúng ta kêu thông sao ga thắng hát tức là bị tai nạn giao thông và huynh tan puto rút cơn nơ ta ta chi tức là khi đang đi qua vạch kẻ đường thì cha là ô tô ô tô lao vào bơi đi cá chưa chị ta bị rách đầu su sun phải phẫu thuật tình huống số 3 là sagoka nata bị tai nạn un chân ấn hà tà ap -cha -wa là, là lái xe nhưng mà lại lao vào cái xe phía đằng trước, một cưng shimage pita, đã bị uh, sưng cổ nhiều, sưng nặng, kế dục chi liêu phải liên tục điều trị. Đấy, tình huống số 3 chúng ta thay vào tình huống đầu tiên này. Chúng ta vào phần ngữ pháp số 2 trong phần bài học ngày hôm nay, bước qua PVN E. Thì trong phần này chúng ta có ngữ pháp số 1 đó là amuri động tính từ auto. Có nghĩa là dù động tính từ này thế nào đi chăng nữa, thế nào đi nữa. Chúng ta xem một cái ví dụ. 요즘 거의 잠을 못 자요. Vì là công việc công ty nhiều nên dạo này hầu như là không ngủ được. 아무리 일도 많아 아로 아무리 일 많아도 좀 쉬면서 Dạo này công việc nhiều, vì công việc công ty nhiều nên hầu như không ngủ được. Thì cho dù công việc nhiều đi chăng nữa thì vừa nghỉ một chút vừa làm. Chúng ta nghe

cũng phải nhất định tập thể dục một chút và ngủ rồi ngủ. him Himhiruto, cho dù mệt thế nào đi chăng nữa, Jordan Smith cùng Pheaso, cố, chẳng ai cưỡng ấn, thal cho dù mệt thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải học chăm chỉ để nhất định nhận được học bổng. Amudi Sengetheo, cho dù suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, ơn 어디에서 잃어버렸는지 모르겠어요. 모르겠어. 저도 스윙이 thế n à o 되 chẳng nữa cũng không nghĩ ra ví đã ở đâu. 이 책이 너무 어려워서 아무리 읽어도 모르겠어요. 이찮책 <뭐라> này vì quyển sách này q u Chôm tua hãy giúp đỡ tôi ở đây chúng ta bên dưới có một số cái hành động ví dụ như 아무리 힘든 힘든도도 콕해하는일 đây là công việc mà phải làm nhất công việc nhất định phải làm dù mệt đi chăng nữa 아무리 먹어도 Tôm và cô ship phân cho dù ăn thế nào đi chăng nữa vẫn muốn ăn đó là món ăn nào amori thừa tô xin chia nên đồ đề. cho dù tôi nghe nhiều như thế nào đi chăng nữa mà cũng không mà cũng không mà vẫn thích bài đó là bài hát nào amori pisato 꼭 saya 하는 것 cho dù đắt thế nào đây chăng nữa nhất định phải mua cái nào đó. Cái phải mua là cái gì? Amori hago chip photo. Cho dù muốn làm đi chăng nữa. Hamyeon antoeneunil. Những việc làm không được. À những việc không được làm. Thì cái này chúng ta sử dụng cấu trúc là amori cái gì đó auto thì chúng ta áp dụng vào và chúng ta nói chúng ta sang phần ngữ pháp số 2. động tính từ đi với a oia haltente bày tỏ sự lo ngại sự lo lắng sự tiếc nuối và chúng ta cũng có thể dịch là đáng lẽ ra phải là động tính từ này chứ chúng ta xem ví dụ cho chúng ta hiểu thêm akida ta tari rớt thật cho thói tôi nghe nói rằng tôi nghe nói rằng Akira bị gãy chân và đã nhập viện rồi. Khứ này ôi việc lớn rồi mà. Pali naya hal tenteo. Giá như mà khỏi nhanh, giá như mà khỏi nhanh thì tốt. Đáng lẽ phải khỏi nhanh rồi chứ. Nên Neil chạy theo theo Ngày mai là đại hội thể thao chứ, đúng không ạ? Tán chia ca chúa hay là tiền tế? Thời tiết phải tốt chứ, đáng lẽ thời tiết phải tốt chứ. Chúm à để chúu của Poro chứ. Buôn gì Cuối tuần thì chúng ta đi xem <laughs> bóng đá chứ. 물론이죠. 물론이죠. 물론이지. đương nhiên rồi. 우리 팀은 꼭 우리 팀 nhóm của chúng ta, đội của chúng ta nhất định 꼭 nhất định. 이 nhất định sẽ phải thắng mà. Anna Shiga tam 학기 장학금은 chẳng Anna đã đăng ký học bổng kỳ sau, cúc phải ra cái hân tiền tiểu nhất định phải đạt được thôi, nhất định sẽ phải đạt được thôi. thì chúng ta nghe phần này uh, đoạn này. <laughs> 아키라씨가 다리를 다쳐서 병원에 입원했대요. 큰일이네요. 빨리 나아야 할 텐데요. 아키라씨가 다리를 다쳐서 병원에 입원했대요. 큰일이네요. 빨리 나아야 할 텐데요. 우리는 아래에 몇 가지 예를 들어볼까요? 우리와 같이 이야기해 보세요. 알리씨가지갑은 잊어버렸대요. 그래요? 어디서요? 꼭 찾아야 할 텐데요. 알리씨가다 mất v rồi. Tôi n g h đã mất ví Vậy à? 어디서요? 어려욱 꼭 찾아야 할 텐데요. 바디 라인 아이더이안시이가 잃어버렸다. 유치씨 어머니가 많이 편지 안으시다. 남해 고 유치원 옥 지연 씨가 이사할 집은 아직 못 구했다. này phải tìm nhà để chuyển nhưng mà chưa tìm được nên 중요한 발표를 해야 하는데 아침 중이든 다음 là ngày mai, có một cái buổi phát biểu quan trọng phải phát biểu một cái buổi quan trọng và đến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong Hiện sĩ cả Cứ khi khởi hàng Cứ phi khởi hàng ấy Hiện phải về quê ngay mà Không có vé máy bay Thì bây giờ chúng ta nói câu xấu Thế à Làm thế nào bây giờ Ok chúng ta tìm hiểu thêm những phần tiếp theo. Tiếp theo sang phần Maraki. Maraki. đây chúng ta xem hoàn cảnh đây là đi thăm bệnh đây ạ. Tình huống thứ hai là đi thăm bệnh. Thì chúng ta xem cái nội dung của đoạn này. <laughs> Kelly thăm Akira. Akira si chôm ớt téo bà ni à cho bây giờ thế nào rồi còn đau nhiều không chị gươm quen chân này bây giờ không sao tà đi ca bùa cho sơ sút sút hết bây giờ không sao chân bị gãy và đã phẫu thuật rồi cho đơn thấy thấy chưa ô đê ý buôn hè ô đê ý buôn 해야 해요. 오래 해라 해요. 아, 반파어에로우 삼주 정도 병원에 있어야 할데요. 아, uh, <s android> 어떻게 어떻게 해? 어떻게 해요? 어떻게 요 빨리 나야 할 텐데요. Phải, thế này phải làm thế nào? Phải, khỏi nhanh thế nha. Akira. Hết xa yên tố mạng cô. Kê ta gà. Hằng ngục cơ siêu âm. Chuân bi tố tiền tế. chân Công việc ở công ty thì nhiều. Ngoài ra, lại còn phải thi phải chuẩn bị thi tiếng Hàn. Tôi thực sự lo lắng. Cái này, Amori to, Amori halili manado, Phúc puk shioya teo. Cho dù việc nhiều đi đăng đi chăng nữa, cũng bây giờ, cũng phải nghỉ ngơi thật là tốt. Cơn găng y cháy nèo, cháy nèo. Sức khỏe là số một. Cham. Này. Y cơn, bán hoa chiếc nhìn đề xin xin hãy để bố Cô mô cái này là chuyện tranh đọc khi nào khi nào mà buồn thì đọc xem Cô mô cảm ơn Cơm chân Iman man khả tôi đến thăm thế này thôi môm chô ri ha

저런, 오래 입원해야 해요? 3주 정도 병원에 있어야 한대요. 어떡해요. 빨리 나아야할 텐데요. 회사 일도 많고, 게다가 한국어 시험 준비도 해야 할 텐데, 걱정이에요. 아무리 할 일이 많아도, 지금은 푹 쉬어야 돼요. 건강이 제일이에요. 참, 이건 만화책인데, 심심할 때 보세요. 고마워요, 켈리씨. 그럼 전 이만 가볼게요. 몸조리 잘하세요. 아키레씨, 좀 어때요? 많이 아프지요? 지금은 괜찮아요. 다리가 부러져서 수술을 했어요. 저런, 오래 입원해야 해요? 3주 정도 병원에 있어야 한대요. 어떡해요. 빨리 나아야 할 텐데요. 회사일도 많고 게다가 한국어 시험 준비도 해야 할 텐데 걱정이에요. 아무리 할 일이 많아도 지금은 푹 쉬어야 돼요. 건강이 제일이에요. 참, 이건 만화책인데 심심할 때 보세요. 고마워요, 켈리 씨. 그럼 전 이만 가 볼게요.

지금은 괜찮아요. 다리가 부러져서 수술을 했어요. 지 저런 오래 입원해야 해요? 저주 정도 병원에 있어야 한대요. 3주 정도 병원에 있어야 한대요. 어떡해요? 빨리 나아야 할 텐데요. 어떡해요? 빨리 나아야 할 텐데요. 회사 일도 많고 게다가 한국어 시험 준비도 해야 할 텐데 걱정이에요. 회사일도 많고 게다가 한국어 시험 준비도 해야 할 텐데 걱정이에요. 아무리 할 일이 많아도 지금은 푹 쉬어야 돼요. 건강이 제일이에요. 아무리 할 일이 많아도 지금은 푹 쉬어야 돼요. 건강이 제일이에요. 참, 이건 만화책인데 심심할 때 보세요. 고마워요, 켈리 씨. 그럼 전 이만 가볼게요. 몸조리 잘하세요. 그럼 전 이만 가볼게요. 몸조리 잘하세요.

3주 정도 병원에 있어야 한대요. 3주 정도 병원에 있어야 한대요. 어떡해요? 빨리 나아야 할 텐데요. 아무리 할 일이 많아도 지금은 푹 쉬어야 돼요. 건강이 제일이에요. 참 이건 만화책인데, 심심할 때 보세요. 그럼 전 이만 가볼게요. 몸조리 잘 하세요. 시작. <목소리> 지금은 괜찮아요. 다리가 부러져서 수술을 했어요. 3주 정도 병원에 있어야 한대요. 회사 일도 많고, 게다가 한국어 시험 준비도 해야 할 텐데, 걱정이에요. 고마워요, 켈리 씨. 리 지금은 괜찮아요. 다리가 부러져서 수술을 했어요. 3주 정도 병원에 있어야 한대요. 회사 일도 많고, 게다가 한국어 시험 준비도 해야 할 텐데, 걱정이에요. 고마워요 켈리 씨. nghe lại phần bài học. 아키레 씨, 좀 어때요? 많이 아프지요? 지금은 괜찮아요. 다리가 부러져서 수술을 했어요. 저런 오래 입원해야 해요? 3주 정도 병원에 있어야 한대요. 어떡해요. 빨리 나아야 할 텐데요. 회사일도 많고 게다가 한국어 시험 준비도 해야 할 텐데 걱정이에요. 아무리 할 일이 많아도 지금은 푹 쉬어야 돼요. 건강이 제일이에요. 참, 이건 만화책인데 심심할 때 보세요. 고마워요, 켈리 씨. 그럼 전 이만 가볼게요. 몸조리 잘 하세요. 아키레 씨, 좀 어때요? 많이 아프지요? 지금은 괜찮아요. 다리가 부러져서 수술을 했어요. 저런, 오래 입원해야 해요? 3주 정도 병원에 있어야 한대요. 어떡해요. 빨리 나아야 할 텐데요. 회사일도 많고 게다가 한국어 시험 준비도 해야 할 텐데 걱정이에요. 아무리 할 일이 많아도 지금은 푹 쉬어야 돼요. 건강이 제일이에요. 참, 이건 만화책인데 심심할 때 보세요. 고마워요, 켈리 씨. 그럼 전 이만 가 볼게요. 몸조리 잘하세요. ở bên dưới này có một số cái tình huống ví dụ như là Khodika Tachita đây là bị à, đau lưng Chinleurin Pakuita đang điều trị Pali cơn căng hết căng Hechita là sức khỏe tốt lên phải tốt lên Tam Tanee Chunjangun Hat Chunjangun đây là cái lo lắng thì cái lo lắng đó là sau này tháng sau là đi công tác đi, đi Chung Yoa ta đây là Ám Bụt đi Chung Yoa hè thu cho dù những công việc rất quan trọng nhưng mà cơn gang chảy hãy chúng ta thay vào tiếp theo đi Ga chôm chơi chỉ là là đầu bị rách Quê Meta, quê Meta đây là khâu Palithewun, hata là à, khỏi nhanh nên xuất viện sớm, cốt Isa, ha, phải chuyển nhà nhanh, thì bạn này bạn bảo là Amudi papato cũng phải để sau, Đấy, tình huống như vậy. Tiếp theo là trong phần luyện tập 2 của phần uh, chương trình này, chúng ta có một số cái lo lắng của những bạn khác, đó là Chukku 연습은 하다가 친구와 부딪혀서 부딪혀서 다쳤다. Tuần sau có Chukku 대회 mà lo lắng, lo Bạn ấy bạn khi luyện tập đá bóng thì có va chạm với bạn cho nên bị thương. Nên tuần sau thì uh, lại có cái đại hội bóng đá thì bạn này bạn rất là lo lắng. Số 2. Tham sen gác gân hà mìa. Tha rân sen gác gân hà mìa. Cất ta gà tớ mơ chất ta. Vừa suy nghĩ, vừa đi nên đã bị ngã. Hàn tàn huyê piano thề huyê ế. Lá gai ya hà nân đê. Câu chân nhẹo. Tháng sau bạn phải tham gia cái đại hội piano. Tiếp theo, Duni Onen Tuyết rơi nên cái cầu thang nó trơn nên khi xuống cầu thang và những ngày tuyết rơi thì khi mà xuống cầu thang thì bà đã bị trượt chân. Tám

뛰어나와 피하려고 하다가 넘어졌다. Thế tôi đang đi trên xe đạp, tự nhiên có đột nhiên có một em bé chạy ra để tránh để tránh thì tôi đã bị ngã. Cứ ai <laughs> tu đốn la sơ nấm Đấy, em bé đó cũng Bị ngạc nhiên, bị bất ngờ Nên cũng ngã Tôi không biết em ấy có bị làm sao không Đây là những tình huống Của phần luyện tập số 2 này Luyện tập nói số 2 Đó là Đấy là những tình huống của chúng ta Ví dụ chúng ta đi thăm bệnh Thì chúng ta nói chuyện với bạn ấy về những vấn đề lo lắng và chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc đó là amori động tính từ auto chúng ta sang phần thức cô maraki ở đây chúng ta xem phần chuẩn bị chia chân nhớ chia chân su inen sago ga te chúng ta hãy nói Chúng ta hãy nói về những cái tai nạn mà có thể xảy ra ở ga tàu điện ngầm. Đầu tiên là Chia Chol Mbure Tình huống số 1 đó là bị kẹp áo ở cánh cửa tàu điện ngầm. Số 2 là Escalator 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 là bị ngã ở thang cuốn ở thang máy thang máy dạng thang cuốn tiếp theo yon chai so pa pari là chân bị thụt xuống cái rãnh của tàu hỏa yon charun kitarika arero toruchita là đợi tàu hỏa đang đợi tàu hỏa thì bị uh, rơi xuống cái, uh, cái cái đường 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 dây rơi xuống cái đường dây rơi xuống rơi xuống cống thì cái này ở những cái ga tàu điện ngầm thì xảy ra rất là nhiều các bạn nhé tiếp theo phần thứ kỳ Chimun tucu, chand chim bồ tập hãy nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi chúng ta có đầu tiên ở do khi nên ở tìm thì các bạn nên cứ đầu tiên các bạn hãy chọn đây là ở nơi nào đầu tiên số 1 lb thờ ăn ở bên trong thang máy piang An ăn trong máy bay yon cha ăn ở trong tàu hóa tàu điện tiếp theo thường nên nề ông qua mắt chị ăn nên cứ xin Hãy chọn cái nội dung không đúng với nội dung nghe được. cha ane neun pisang jeonhwa ga Ita. Bên trong tàu điện, bên trong tàu hỏa thì trong tàu điện thì có cái uh, điện thoại khẩn cấp. Yojeum munae ki neun jagoga jaju Dạo này là những cái tai nạn về bị kẹp ở cửa thì đang tăng. Bure kitenen yelak handa là những người mà tì hoặc là tựa vào cửa. Nếu có những người tì hoặc tựa vào cửa thì hãy liên lạc ngay cho nhân viên. 네. 라 những tình huống và bây giờ chúng ta sẽ nghe. 잘 듣고 질문에 답하세요. 다음 역은 사당. 사당역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 계속해서 서울역 3개로 가실 분은 4호선으로 갈아타시기 바랍니다. 이번 역은 열차와 승강장 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. 오늘도 저희 서울 지하철을 이용해 주셔서 감사합니다. 승객 여러분, 요즘 문에 끼이는 사고가 자주 일어나고 있습니다. 열차를 타고 내리실 때 무리하게 타거나 내리지 마시고 문에 기대지 말아 주십시오. 또, 열차 안에 위험한 물건을 가지고 있는 사람이 있으면 즉시 직원에게 연락해 주십시오. 지하철 열차 안 비상 전화로 언제든지 통화하실 수 있습니다. 저희 서울 지하철은 승객 여러분의 안전과 행복을 위해 항상 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. ở đây là có hai đoạn đầu tiên đoạn đầu tiên là người ta âm nhược âm nhược là ga sau chắc chắn là tàu hỏa và tất cả các mọi thắc mắc đều có thể gọi điện ngay lập tức đến cho nhân viên thì ở đây và nếu mà không phải là tức là câu này là không đúng ai tìm vào cửa người ta chỉ bảo đừng tìm vào cửa thôi chúng ta nghe lại một lần nữa để hiểu chính xác thêm nội dung của đoạn văn Dạo này thì cái uh, lỗi về mắc ở cửa rất là nhiều họ có thể liên lạc với chúng tôi bất kỳ khi nào còn cái câu dưới thì không có chúng ta sẽ nghe lại <laughs> 잘 듣고 질문에 답하세요. 다음 역은 사당, 사당역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 계속해서 서울역 상계로 가실 분은 좌우선으로 갈아타시기 바랍니다. 이번 역은 열차와 승강장 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. 오늘도 저희 서울 지하철을 이용해 주셔서 감사합니다. 승객 여러분, 요즘 문에 끼이는 사고가 자주 일어나고 있습니다. 열차를 타고 내리실 때 무리하게 타거나 내리지 마시고 문에 기대지 말아 주십시오. 또, 열차 안에 위험한 물건을 가지고 있는 사람이 있으면 즉시 직원에게 연락해 주십시오. 지하철 열차 안 비상 전화로 언제든지 통화하실 수 있습니다. 저희 서울 지하철은 승객 여러분의 안전과 행복을 위해 항상 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. ở trong đoạn hai người nam người ta đọc đó là những người nào mà mang vật nguy hiểm thì hãy liên hệ với nhân viên. Tiếp theo chúng ta sang phần tứ kỳ y. Chuẩn bị 여행이나 주 오랫동안 집을 비워야 할때 어떻게 합니까? khi mà bạn phải đi ra khỏi nhà du lịch hoặc là đi công tác trong thời gian lâu nhà bị bỏ trống thì chúng ta phải làm như thế nào? 거실 불은 겨 놓고 간다 bật điện ở phòng khách và đi. Kiên trà này, kiên trà soi bì đi, liên lạc hẹn, nô nương ta là chúng ta phải liên lạc trước với sở cảnh sát. Xin muốn đi na, xin muốn đi na, u u u, ra cô hành À, tạm thời là đừng cho sữa và báo vào và chúng ta sẽ nghe đoạn thứ hai và chúng ta hãy chọn đáp án đúng chăn thức cô chim bồ nghe cho kỹ và chọn đáp án đúng yo cha ga chân hoa han yunen bo các bạn à, xem là người nữ này gọi điện với lý do là gì chipe Tôi 들어서 sợ vì là trộm vào nhà. Vì lần ta chẳng ngủ Vì là cửa ở lan can không mở. chip bê hôn ít Vì là ở nhà một mình thì sợ. Số hai, giới trai chị 없어진 물건이 아닌 것은 đây là các bạn xem là cái đồ vật mà bạn này bạn bị mất mà cái đồ vật mà không phải là đồ vật bạn này bị mất trong đó là có kinh hôn -chi, nhẫn cưới notebook máy tính sách tay và sĩ kê số 3. tư nhân đây ông qua mát nên cơ sơn hãy chọn cái giống với nội dung đoạn văn. Do cha nên chỉ cơm hôn cha chỉ về ta. Bạn nữ này bây giờ đang ở nhà một mình. Do cha ca yo hẹn ngân cắt sinh tề chỉ về tổ tổ ký ta. Trong cái lúc mà cô ấy đã đi du lịch và trộm đã vào nhà. Do cha nên trần hòa rư cưng trà mà cha kiêng chan sơ ế. 것이다. Uh, cô này ngay lập tức, uh, cô này ngay sau khi kết thúc cuộc gọi thì uh, đã đi đến uh, đồn công an. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn này. Chào đọc cố, 질문에 답하세요. 네, 경찰서입니다. 저희 집에 도둑이 든것 같아요. 여행 갔다가 오늘 돌아왔는데 집이 엉망이에요. 네, 집에 도둑이 들었다고요? 지금 되게 혼자 계십니까? 아니요, 가족들하고 같이 있어요. 집에 돌아왔을 때는 아무도 없었고요. 혹시 없어진 물건이 있으십니까? 네, 제 결혼반지하고 목걸이가 없어진 것 같아요. 아무리 찾아도 안 보여요. 혹시 또 이상한 점은 없었습니까? 출발하기 전에 창문을 모두 잠그고 나갔는데, 돌아와 보니까 베란다 창문이 열려 있었어요. 안방 서랍도 모두 열려 있었고요. 어, 제 노트북도 안 보이네요? 어떡하지요? 없어진 물건을 꼭 찾아야 할 텐데, 도둑을 잡을 수 있을까요? 우선 진정하시고요. 지금 바로 경찰관을 댁으로 보내겠습니다. 주소가 어떻게 되십니까? 서울시 관악구 관악길로 한국 아파트 5동 110호예요. 네, 알겠습니다. 나우 이라토이 소소, 또 들어서, số 2 là cái đồ vật mà không phải là đồ vật bị mất thì ở đây chúng ta có CK si và đồ vật, vật bị mất đó là uh, Kinhon chi, Mokuri và Notebook cũng không thấy và CK si không được nhắc đến Thứ rân này ông qua cắt mắt nâng cửa sân cô rơi cha nên chỉ hôn chỉ không phải mà có cả gia đình nữa 가족들과 같이 있어요. 여자가 여행은 갔을 데 집에 도둑이 들었다. 오케이. 여자는 전화 끊자마자 경찰서에 간 것이다. 그네 건강. 말아. 여자 끊 끈다가 경찰서 끈다가 행정관에 찾아왔다. 찾아 올 것이다. Thế là đúng. Nhưng mà đây chúng ta nội dung đoạn văn chúng ta chọn là số 2. giống nội dung đoạn văn. Ok, chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa ở đoạn văn này. 잘 듣고 질문에 답하세요. 네, 경찰서입니다. 저희 집에 도둑이 든것 같아요. 여행 갔다가 오늘 돌아왔는데 집이 엉망이에요. 네? 집에 도둑이 들었다고요? 지금 댁에 혼자 계십니까? 아니요. 가족들하고 같이 있어요. 집에 돌아왔을 때는 아무도 없었고요. 혹시 없어진 물건이 있으십니까? 네, 제 결혼 반지하고 목걸이가 없어진 것 같아요. 아무리 찾아도 안 보여요. 혹시 또 이상한 점은 없었습니까? 출발하기 전에 창문을 모두 잠그고 나갔는데 돌아와 보니까 베란다 창문이 열려 있었어요. 안방 서랍도 모두 열려 있었고요. 어, 제 노트북도 안 보이네요. 어떡하지요? 없어진 물건을 꼭 찾아야 할 텐데 도둑을 잡을 수 있을까요? 우선 진정하시고요. 지금 바로 경찰관을 댁으로 보내겠습니다.

Thế giờ, 일어난 사고에 대해 들어본 적이 있습니까? Các bạn đã bao giờ nghe thấy những cái tai nạn xảy ra đối với tàu biển hoặc là Máy bay chưa Số 2 집이 다 건물 안에서 일어난 수 있는 사고에 어떤 것들이 있을까요? Ở trong nhà hoặc là trong tòa nhà Tòa nhà Thì có thể xảy ra được những cái tai nạn như nào, các bạn đã từng nghe chưa? Tiếp theo, số 3 여러분, 나라에서는 ở đất nước các bạn 사고가 나면 어떻게 합니까? Nếu mà tai nạn xảy ra thì làm như thế nào? Otie 제일 먼저 연락을 합니까? Các bạn, đầu tiên các bạn sẽ gọi đến đâu? Số 4 chiến tranh xưa là số bằng sợi xin cô kỳ các các bạn đã từng báo đã đã, đã, đã từng báo lên sở cứu hỏa hay là sở cảnh sát chưa ơn chê quê xin cô hết khi nào và vì sao bạn lại báo với cứu hỏa hoặc cả hoặc là cảnh, cảnh sát thì ở bài số 3 này chúng ta chọn ở phần nói này chúng ta chọn một số cái tình huống để chúng ta luyện tập cùng với bạn bè của mình Là những tình huống này và tiếp theo chúng ta có ilgosuki là phần đọc và viết phần đọc đầu tiên chúng ta chuẩn bị yumenhan sarame sago ga sa sa yumenhan sarame sago 소식은 듣거나 Các bạn đã từng đọc hoặc là từng nghe về cái thông tin tai nạn của những người nổi tiếng hay chưa? Ở đây chúng ta sẽ đọc một cái tai nạn, đọc thông tin của tai nạn. Ô đế, xa Sự kiện tai nạn ngày hôm nay. Hallyu Sanha. Sanha, một ngôi sao của trào lưu văn hóa Hàn Quốc ngôi ngôi sao của Hàn Quốc Kyo Tung Sagoro kê thật trở tai nạn nặng tai nạn à, bị thương nặng do tai nạn do giao thông Inki Kasu Han à, Sanha 27 tuổi ca sĩ nổi tiếng 27 tuổi 부산에서 열리는 국제영화제에 참석하려고 내려갔다가 경부 uh, 고속도로로에서 교통사고가 사고를 당했다. 아가시 uh, 노이징 산하 가시 노이징 27세. 아 다. đã xảy ra tai nạn ở trên đường cao tốc Trung trên đường đi xuống Busan để tham dự cái tham dự cái liên hoan phim quốc tế và đã bị tai nạn ở trên cao cao tốc trên đường cao tốc Kim Vu. Xin

tải đã va chạm với nhau và xảy ra tai nạn. Người chứng kiến tai nạn nói rằng đã nói rằng cái tài xế xe tải tài xế xe tải đã vượt quá tốc độ và gây ra vượt quá tốc độ và gây ra tai nạn. nên Kisanen chuyên nguồn như ôm ông kia nên chung mang hết cô sau đó, cổ và vai, lưng, là bị thương nặng, hiện tại đang ở bệnh viện ở Cái Tài xế xảy ra tai nạn, gây tai nạn, thì trên đường vận chuyển đến bệnh viện đã, đã chết. Sana thì bị tai nạn ở phần cổ và phần vai bị nặng nên đã được chuyển đến một bệnh viện đến nên đã chuyển đến bệnh viện Han Pyong có ở và đang điều trị ở tại đây. Tham Tang Ngư Sa Tham Tang Ngư Sa là cái bác sĩ phụ trách Tham Tang Ngư Sa nên Sanhaka Palwa 어깨 뼈가 부러져서 수술 받았고, 얼굴과 목, 무릎 등에도 적지 않는 상처가 있어서 못 있어서 두단 이상 입원 진료를 받아야 한 것이라고 했다. 그 박씨, 박씨, phụ trách cái việc điều trị thì đã nói rằng uh, San, Sanha bị gãy xương ở vai và cánh tay nên đã phẫu thuật rồi khuôn mặt và cổ và đầu gối thì bị thương không nhẹ thì cũng phải nhập viện khoảng nhập viện điều trị khoảng 2 tháng trên 2 tháng 사나는 난 떠난다고요. 로 데뷔해, 데뷔해, 데뷔해. 음 아무리, 아무리 이으려 해도 등에 슬픈지만, 슬프지만, 아름다운 노래로 노래들록 맞는 팬 팬들의 사랑은 받았고 영화 배우로도 활발한 활동은 하고 있다. 하 아, 산하 그 가시 산하 날개 người hát i n g ư bắt đ ầ cho cái việc hát ở bài hát uh, có những cái bài hát uh, như là Nal Nal tơ tago hoặc là amori soto tunge sun tuy là rất là buồn nhưng arum taun dore ro dore tun ro manen pendri hang sarang tuy là những bài hát là buồn nhưng mà đã nhận được những cái tình cảm những cái tình yêu nhiều từ các fan tới những bài hát này và dương uh, hoa pia u và cái việc đóng phim của bạn ấy cũng làm việc rất là tốt san hoa được nhận nhiều yêu mến từ những bài hát buồn nhưng mà fan đã rất yêu mến trước gần đây nhất dương hoa Eli Eli thơ ấy cất khi Nam là cái bộ phim uh, người đàn ông uh, bị mắc ở thang ở người đàn ông kẹt trong thang máy chicken chung yota và dạo này thì bây giờ đang quay cái bộ phim người đàn ông kẹt trong thang máy Corona thế nhưng even sagoro yung hoa chuan dung yên dung Jisun Kotsuro Buinda và có thể là dạo này sẽ phải thay đổi cái lịch quay phim vì cái tai nạn này Ita Um Chung E Madden Kotsun Buosinika chúng ta sẽ xem là cái này nó nói về cái gì đầu tiên số 1 là Hallyu Style Hallyu Style hoa rừng chích tà gà sà thằng ta Thế này là người ngôi sao này à, bị tai nạn khi đóng phim không phải Hallyu Styga elevator e kkinen sago ga natta thì ngôi sao ca nhạc này à, bị tai nạn à, bị mắc kẹt trong thang máy không phải sago ren nen saramon Chehan sokto ở khi cô quân chân tà, là cái người gây ra tai nạn ấy thì là à, không chấp hành cái việc đi đúng tốc độ giới hạn đây cái đáp án là số 3 bởi vì người gây tai nạn là đi qua tốc độ và đã bị mất rồi tiếp theo số 2 tam chung người sơ ấy qua cá à ninh cơ bố Ta chung sago e kinh quả cái kết quả của tai nạn đầu tiên số 1 sananen 이번 sago ro okirun ta chờ cái này đúng bởi vì đau vai và đã bị gãy vai và đã được phẫu thuật sananen 두달 이상 병원에서 입원 해야 한다. cái này đúng nhập viện trên 2 tháng. Sanan은 사고가 사고 때문에 앞으로 영화는 찍을 수 Cái này sai bởi vì kế hoạch chỉ thay đổi thay đổi thôi ạ. Phần sư sư kỳ của bài này, 여러분 나라에서 일어난 큰 사고, 큰 사건이나 사고에 대해 써 Các bạn hãy viết về cái tai nạn hoặc là cái sự kiện lớn mà xuất hiện ở đất nước các bạn đầu tiên là số 1 này cứ xa đi sắc cô ấy thế cán tan ni hê đầu tiên là hãy sắp xếp cái sự kiện hoặc cái tai nạn đó đầu tiên là xa cơn hoặc xa cô tai nạn nó là gì tê hoa trang thời điểm và địa điểm you lý do bị tai nạn hoặc là lý do thực hiện cái sự kiện đó tiếp theo sagan이나 사고 결과에 대해 간단히 정리해 보세요 tức là nói về cái kết quả của cái sáu hoặc sáu này là cái gì tiếp theo là 다이 생각 tức là suy nghĩ của bản thân các bạn thì các bạn viết vào đây Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần phát âm. Phần phát âm trong phần này đó là chúng ta có quy tắc đó là uh, phát chim là n, m, ngò và đằng sau nó là i, ya, yo, yo, yu, ye, ye. Thì đằng sau chúng ta sẽ sinh thêm chữ n ở đằng sau. Ví dụ như căng nam nhược nhưng chúng ta sẽ đọc là căng nam nhược biến năng biến Pianyang, nhớ nhang biến nhang nhớ nhang biến nhìn tương tự như vậy chúng ta có bắt chim so là p hoặc là p thì tương tự như vậy đằng sau cũng đọc thêm chữ n Cho nên chúng ta trên này chúng ta có thể đọc thêm năm chữ đó là n m ng p và p thì chúng ta đều đọc thêm chữ N và chúng ta luyện tập ở phần phát âm đó là đọc tên ga ở bên dưới của sách chúng ta đọc tên ga theo quy tắc nếu phát chim có chữ N, chữ M, chữ Ngờ hoặc là chữ P, chữ P mà đằng sau nó bắt đầu bằng đằng sau nó bắt đầu là Y, Ya, Yo, Yo, you ye, ye thì chúng ta thêm chữ n no ở đằng trước những nguyên âm này. chúng ta luyện đọc. 들어보세요. 무슨 일 있어요? 2 열쇠를 잃어버렸어요. 들어보세요. 1. 무슨 일 있어요? 2. 집 열쇠를 잃어버렸어요. 이. 지하철역 이름을 말해보고, 니은을 넣어서 발음해야 하는 역 이름에 표시해보세요. 서울대 입구역 낙성대역 서당역, 방배역, 서초역, 교대역, 강남역, 역삼역, 설릉역, 삼성역, 종합운동장역, 신천역, 잠실역, 잠실 나루역, 강변역, 구이역, 건대 입구역, 성수역, 뚝섬역, 한양대역, 왕십리역, 상왕십리역, 신당역, 동대문역사문화공원역, 을지로 4가역, 을지로 3가역, 을지로 입구역, 시청역, 충정로역, 아현역, 이대역, 신촌역, 홍대 입구역, 합정역, 당산역, 영등포 구청역 물레역 신도림역 대림역 구로 디지털 단지역 신대방역 신림역 봉천역 chúng ta tổng hợp lại bài học ngày hôm nay dung bài học ngày hôm nay chúng ta học từ vựng về 사고 là tai nạn. Thì chúng ta được học bài hôm nay chúng ta cũng có sự tìm hiểu về những cái thông tin về tai nạn rồi thăm bệnh. Thì để hạn chế việc tai nạn thì chúng ta ra đường chúng ta tập trung khi lái xe, chúng ta chú ý về xung quanh và chúng ta đi lại theo đúng giới hạn tốc độ của mình. Và để biểu hiện những cái nội dung của tai nạn thì chúng ta có bốn câu trúc ngữ pháp đó là động từ đi với ta, ta gà, tức là nói gián tiếp. Tiếp theo thứ ba là amuri, auto, tức là khi đi thăm bệnh thì mình sẽ khuyên người ta là amuri, uh, papado, uh, amuri, chungyohani, do thì tiếp theo là Haltente tê đây là chúng ta tiếc nuối một việc gì à, có lẽ đáng lẽ nó phải xảy ra à, đáng lẽ nó phải xảy ra nhưng bản thân nó lại không xảy ra thì à, chúng ta cũng được à, nghe những cái đoạn về Văn sông về thông báo và cũng đã đọc một cái tin tức về tai nạn giao thông và chúng ta cũng đã chú ý khi mà khi mà chúng ta đi giao thông thì chúng ta có những biển báo chú ý thì chúng ta cũng phải cẩn thận thì ngoài tai nạn về giao thông chúng ta cũng có tai nạn nó xuất hiện trong tất cả những hoạt động trong cuộc sống của chúng ta cho nên là chúng ta đều phải cẩn thận như là chúng ta có những tình huống kẹp thang máy có những tình huống là kẹp vào cửa xe tàu cũng có thể là rơi xuống nước vì không để đi không để ý hoặc là vừa đi vừa nghĩ một cái việc gì khác và có thể bị động vật cắn ví dụ như là rắn cắn mũi đốt chó cắn tiếp theo là chúng ta ở đường chúng ta rất là trơn và chúng ta không để ý chúng ta sẽ bị ngã thì khi bị ngã thì chúng ta cũng có những cái tai nạn và cái, cái, cái kết quả cái hậu quả và chúng ta cũng phải có những tai nạn chúng ta có thể tự điều trị có những tai nạn chúng ta phải đi viện có những tai nạn tai nạn gãy tay gãy chân chúng ta cũng phải bó bột thì những cái đó chúng ta đã được học trong bài và chúng ta cũng tư vấn cho mọi người và khi đi thăm bệnh thì chúng ta khuyên người ta hãy nghỉ ngơi cho thật tốt cho dù bị cái gì đi chăng nữa nhưng mà cơn càng chế in đó là sức khỏe là số 1 và bài học hôm nay chúng ta đến chúng ta đến đây là kết thúc Suko các bạn đã rất vất vả